À, mình bắt có try cast. Thì bây giờ cái giao diện của bài thứ hai á, cô sẽ kế thừa là giao diện bài thứ nhất, nhưng mà mình sẽ phải đổi, tại vì ở ngay đây, ví dụ trường hợp ngay đây là nãy mình là đóng thì bây giờ nó sẽ là tính. Bây giờ là thay vì đây là bốn cái button thì bây giờ mình sẽ là phải có một cái group box và mình có năm cái anh đối tượng radio button, phải chưa? Thì trong năm cái đối tượng này thì bạn thấy là ở dưới đây á, là đã hướng dẫn đặt tên nè. Radio button thì người ta có nhiều cách đặt lắm, ví dụ như là RDN hoặc là RD, tùy, được chưa? Có cộng, có trừ, có nhân, có chia và có chia lấy dư. Rồi vậy bây giờ là mình đi mình thiết kế từ ngành này trước, phải chưa? Rồi cô mượn lại để cô share lại full nguyên màn hình ha. Rồi đây. Rồi đầu tiên là mình đang có cái giao diện này nha, qua chưa? Rồi thấy qua rồi. Mình đang có cái anh này, cô chỉnh là anh này là nút tính rồi, property tính. À còn các bạn tự copy ra nguyên cái role sheet, rồi các bạn mở lại cái role sheet sau khi copy, các bạn đi sửa tên các đối tượng các cái bên trong cũng được nha, hoặc là muốn thì thiết kế lại cho nó vững tay. Bây giờ mình cần cái anh ở chính giữa, nó là một cái gom nhóm các đối tượng nha. Nó là gom nhóm các đối tượng, thì nếu mà tìm hoài không ra thì mọi người cứ nhớ theo đúng cái tên này. Common control tức là những cái anh mà thông dụng, container là giống như bao chứa vậy đó. Bao chứa thì phân biệt dùm giữa cái panel với lại cái root box. Cái root box đó thì nó tạo bao chứa, nhưng mà cái phần tên của cái bao chứa, cái nội dung test đó, nó có hiển thị ở trên, tức là mọi người thấy cái biểu tượng nó giống như hình XY vậy đó. Cô click vô cô tạo thử nha. Đây, nó sẽ như vậy. Cái tính chất của nó khác so với anh kia, tức là nó trên đây nó có thể hiện cho biết là cái group này của nó là có ý nghĩa gì. Bây giờ mình cho cái anh này nó có một cái màu nền là màu khác đi, để mình phân biệt được cái khu vực của anh. À, bây giờ ví dụ như cô cho nó qua đó là màu cam đi. Xin lỗi, qua màu cam ha. Rồi đây. Như vậy thì đây là mọi người thấy nó có cái chữ group box 1, phải không? Còn nếu như mọi người mà chọn panel á, thì bây giờ ví dụ cô kéo rộng cái form này ra đi, cô tạo thêm một control panel nữa cho các bạn xem. Click nè, click. Thì panel nó chỉ có tạo khu vực chứa chứ nó không có cái test ở phía trên. Bây giờ cho nên khá là khó, giống như là mô tả người ta biết cái khu vực này là khu vực gì. Vậy giống như cái lúc mà mình thiết kế nguyên cái form lớn, giống như khu vực bên đây là khu vực thông tin cá nhân. Thì trong thông tin cá nhân sẽ có giới tính, sẽ có một cái group về thông tin về địa chỉ, số nhà, đường gì đó. Thì thường người ta gom group của những cái nội dung thông tin lớn lại với nhau. Thì thường á, lựa chọn group box nó phù hợp hơn là panel. Panel nó phù hợp khi nào? Khi giống như là nó tạo một cái bao tải chứa hết toàn bộ, nhưng mà mặc định người ta đã hiểu bên trong nó là cái gì rồi, thì người ta sẽ sử dụng panel nó một cách dễ hơn. Còn những cái anh như là pointer hay là flow layer panel thì là những cái dạng chia nhỏ ra. Split là dạng nó chia đôi luôn. Còn tab control là giống như từng cái tab 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 ở trên cái màn hình của mình, mỗi lần mình mở một cái cửa sổ nào đó, nó có nhiều cái tab view đó, từng cái thẻ, mình qua từng cái thẻ ha, tương tự như vậy. Như vậy thì thôi, mình thấy panel nó không phù hợp cho nên mình để cái report. Như vậy cái report này á, thì chỉ cần cái test hiển thị lên chứ nó không có cần phân biệt report này với report khác, tại vì cái form này có một report thôi, cho nên cô không cần sửa tên, cô chỉ sửa cái test hiển thị lên trên, đó là cô để cái chữ đó là các tính. Và mình cũng chỉnh cái size nó cũng cho tương ứng với lại nguyên cái form này của mình là có khoảng 16 luôn đó, để cho nó phù hợp nha. Tương tự nắp nó kéo gì đó, dịch chuyển kích thước đều được cả. Đây, dạng này ảnh bình thường. À, ảnh là như vậy. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ thì mình tiếp tục ha, mình tiếp tục. Mình coi cái form nó thiết kế nó gồm một cái gì nữa. Các radio button phải không? Mình bắt qua cái này xíu. Radio button có 1 2 3 4 5. Thì cái phần nội dung kế bên đó, nó chính là cái test đi kèm với radio button đó. Cho nên cái đứa kế bên không cần phải thiết kế nó làm cái label nữa. Mình chỉ bị mình thiết kế bình thường thôi nha. Rồi vậy anh này ngay đây đó, bắt đầu đi tìm radio button, những đứa nào nằm chung trong một cái group box mặc định nó sẽ được hiểu là gì, mọi người được đưa giá trị giống nhau. À, được đưa những giá trị giống nhau. Như vậy thì tự động khi mà chúng nó được kiểm tra cái việc là anh này được check hay kia, anh chưa kia được check hay chưa, thì giống như nó có thể được loại trừ. Thì mọi người có thể tận dụng được tính chất của những cái đứa mà khi gom nhóm. Nó khác với lại cái việc khi không gom nhóm là tụi nó biết là nó đang không cùng một cái group chức năng. Rồi vậy bây giờ radio button thì đi lên trên.
nó nằm ở cái anh này nè, click vô tạo 5 đứa, một đứa nè đúng không, đó một đứa tạo trước đi, tại vì cái test nó đang hiển thị hơi dài cho nên đó là mình chỉnh sửa nó trước. Vậy anh này sẽ là gì thì mọi người thấy nè, cô tạo bên trong cái group này cái tự nhiên á, cái size của mình á, nó cũng để sẵn là 14 luôn, trong khi cô chưa chỉnh sửa về radio button. Thì đây là lợi ích đó, tức là hồi nãy mình đã chỉnh ở cái anh group rồi, thì bây giờ đứa nào mà trong cái group này nó sẽ thừa hưởng một vài những cái format của cái group này, và đó là cái lợi thế của mình đó. Như vậy thì anh này á, là cái phần test nó là cái gì, thành phần test của nó thì mình đi xuống dưới đúng không, rồi ở đây đây là gì, anh này là cộng phải không, rồi để vậy thôi, và mình cho sự kiện chat của anh đang là phone chuyển qua true, tức là mình để mặc định á, form mà mới vừa chạy lên á là mặc định là đang là ở dấu cộng. Rồi tiếp tục đè control copy ra 5 cái anh nữa, 3 4 5 đúng không, à, thấy thôi để nó xa xa cho nó dễ phân biệt với nhau, tại vì giao diện của mình cũng còn rộng đó. Rồi để như vậy, à, anh này vô xíu đó, rồi cộng trừ nhân chia rồi chia lấy dư gì đó phải không, rồi vậy đặt tên tiếp tục property anh này, đặt tên ERD hoặc có người đặt là ER DN tùy ha, cái tiết tàu ngữ của họ đó. Như vậy thì ERD là gì, anh này là ERD cộng, giờ anh này ha, cố định cái thanh property để cho nó không có chạy nữa, rồi ERD trừ, ERD trừ thì cái test hiển thị ra sẽ là gì, dấu trừ. Tương tự anh này là gì vậy, anh này là nhân rồi chia rồi phần trăm, thì anh này cái test hiển thị ra là nhân, thì đặt tên anh này là RD nhân, anh này là chia RD chia, rồi test hiển thị là cái dấu chia, anh này là chia lấy dư phần trăm, cái tên của ảnh đặt sẽ là RD gì đây, chia dư đi ha. Rồi như vậy là mình xong cái phần giao diện của anh này. À, anh này hồi nãy vẫn để là TST kết quả, còn các bạn muốn nó là label thì cứ để nó là label. Rồi bây giờ vấn đề là mình phải đi xử lý được bên trong đúng không, thì những cái yêu cầu chức năng xử lý là cái gì, mình đọc kỹ là cái yêu cầu chức năng đầu tiên á, là phải thực hiện được các cái phép tính thì khỏi phải bàn, nó hướng dẫn này sửa lại calculator gì đó ha, tùy sử dụng trai khác xử lý nếu để trống ô dữ liệu nhập hoặc là nhập sai giá trị, thì mình phải xử lý thế nào là nhập sai giá trị, tức là nó nhập số đó, mà nó không nhập, nó đi nhập chữ hoặc là nó bỏ trống, thì những trường hợp đó là coi như nhập sai giá trị, được chưa, những trường hợp đó là nhập sai giá trị. À, đó là cái thứ nhất, chia cho không thì trong thực hiện phép chia và chia lấy dư là chia không được, hoặc là tràn khi có thực hiện phép nhân. Như vậy thì mình phải xử lý toàn bộ là trong quá trình này nè. Khi mà người dùng click vào cái nút tính thì mới xét cái phép tính đã được chọn ở trên cái group box ở phía trên. Nếu đứa nào được chọn thực hiện tương tự cộng á, trừ nhân, thì đầu tiên á, bây giờ phải phân ra cộng với trừ là cái dễ thực hiện nhất. Tại sao chỉ có cộng hoặc trừ các con số, vậy mình chỉ cần check cái lỗi đó là nó nhập không phải là số hoặc là nó bỏ trống thì mình sẽ báo lỗi, được chưa, vậy mình bắt cái sự kiện đó trước. À, vậy mình sử dụng try cast làm sao để bắt, try là toàn bộ những cái trong cái anh khối lệnh của try, những cái lệnh gì mình thực hiện, như vậy lệnh nào mà nó có lỗi xuất hiện trong nguyên cái khúc lệnh của try đó, thì mình sẽ đưa nó cái khác, mình đưa cái exception tức là cái lỗi của nó ra, mình đưa ra màn hình, được chưa, mình đưa ra màn hình. Như vậy thì những cái anh đó mình cần báo lỗi là gì, lỗi để trống dữ liệu, mình sẽ xuất yêu cầu nó một câu là hãy nhập dữ liệu đi, được chưa, hãy nhập dữ liệu đi. À, rồi còn nếu như mà nó nhập sai, nó nhập sai tức là nó cũng không có thể nào nó pass qua được thành số, thì coi như mình cũng sẽ báo nó là gì, là cần phải nhập dữ liệu cho đúng. Như vậy thì mọi người coi ở phía dưới nè. À, rồi khi biên dịch chương trình nó không có nói là phải báo là cái gì hết đúng không, tuy nhiên đang có một cái hướng dẫn nè, tức là cứ lấy cái hai cái test box đó, đó bật nó qua số nguyên và bật cái sự kiện chat lên,
Được chưa? Bật sự kiện chat lên. Thì cái chat này mọi người thấy là đang không có hướng dẫn mọi người là xây dựng thêm một cái function nào khác hết á. Cho nên cái chat này là một cái việc kiểm tra chức năng chat bình thường. Thì sau đó mình mới coi nếu như cái cộng này mà chat thì lấy hai đứa này cộng lại với nhau. Chat này mang tính chất là kiểm tra có bị tràn số hay không. Được chưa? Như vậy thì đối với riêng phép chia mình xử lý luôn cái tính chất của nó. Và đối với lại các phép chia khác cũng thực hiện tương tự. Nhân chia cộng trừ gì đó. Tuy nhiên mình sẽ bắt thứ nhất một cái format exception, tức là tự động nếu trong quá trình nguyên cái nhánh class này, quá trình chép từ cái việc bạch qua số nguyên, hoặc là những cái quá trình mà đi xử lý tính toán số này nè, có chuyện gì xảy ra đó thì nó sẽ làm sao, nó sẽ trả ra cho mình theo đúng cái lỗi định dạng của nó, đó là nó không có nhập dữ liệu, hoặc là nó nhập nhưng mà nó nhập không phải là số. Được chưa? Còn nếu như mà rơi vào trường hợp đó là chia cho không thì mọi người thấy đó là mình sẽ tự động mình có một cái lỗi mới, đó là lỗi chia cho không. Thì mọi người có thể xử lý theo kiểu trong cái un radio button chia mà nếu được check, bình thường nó chưa có check mình kiểm tra thôi. Nếu như mà số chia là không mình tạo mới một cái lỗi, tức là thay vì chỉ có class một cái format exception, tức là lỗi mặc định của hệ thống mình báo ra cái gì, thì bây giờ mình có thể tự tạo một cái lỗi mới thông qua cái lệnh rule rule nêu cái lỗi hệ thể thức của cái lỗi đó là divide by zero exception, tức là lỗi chia không. Thì cái dòng thông báo đi kèm với cái lỗi này sẽ là cái gì, thì mình đặt trong cặp giống ngoặc kép nha. Rồi như vậy nếu như mà có chuyện này xảy ra thì nó được ném cái lỗi này ra, thì mình sẽ bắt ở một cái nhánh khác khác là cái lỗi divide by zero exception, rồi mình đưa cái lỗi này để nó show ra trên cái anh kết quả của mình ha. Còn một cái lỗi khác nữa là trong quá trình ví dụ mọi người nhân chia cộng trừ này nè, đặc biệt là phép nhân có khả năng nó bị over quá cái khả năng mà lưu trữ của nó, tức là số lớn quá đó, thì mình sẽ có một cái lỗi cũng theo cơ chế mặc định giống như format exception, đó là lỗi overflow exception. Lỗi này cũng là hệ thống tự bắt cho mình được, thì mình sẽ check ra cái kết quả là không thể xử lý số quá lớn. Được chưa? Như vậy đó là các cái cách để mình làm. Như vậy vậy thì bây giờ mình đi mình dựa trên cái việc này ha, để mình thực hiện các công việc đầy đủ hơn, đó là mình thực hiện trọn vẹn các cái anh vừa chat vừa thực hiện các tính tương ứng, và mình thực hiện đủ tất cả các cái phần mà cái đề này nó yêu cầu, thực hiện trọn vẹn luôn nha. Rồi vậy bây giờ đầu tiên phải làm gì mọi người? Đầu tiên là mình phải bắt lấy cái anh mà khi người dùng click vô cái anh tính, đúng chưa? Khi click vô cái anh tính buộc lòng là phải coi là khi người dùng click vô cái tính á, thì làm cái gì, tức là xử lý như vậy thì tạo click đôi chuột thôi, cũng giống như tất cả những anh mà nãy giờ mà mình đang sử dụng, phải chưa? Cũng tất cả những anh khác như vậy thì cứ tạo sự kiện mặc định rồi sau đó tính tiếp tới những cái giá trị mà khi mà hiển thị và bắt lỗi. Như vậy nháy chuột hai lần liên tục vào bất tình tính, được chưa? Rồi gom gọn cái anh này lại cho cái code giao diện nó rộng. Như vậy đây là btn tính. Khi tính thì toàn bộ công việc của mình sẽ để trong nhánh drive à, đó. Rồi mình cứ để ha, một anh class à, để sẵn trước anh rồi cứ bình thường mà mình đi thực hiện những cái lệnh nào đó mình để trong đây trước. Rồi vậy bây giờ lệnh đầu tiên mình thực hiện sẽ là gì? Lấy hai con số đó trước phải không, chị A với B đi, và trong quá trình đó mình test luôn. Bây giờ mình test coi nó có lỗi gì hay không, thì mọi người thấy nếu mà khi mà mình dùng test thì nó sẽ không báo gì hết cho mọi người, tại vì anh này chỉ là một cái thuộc tính mình gọi đi kèm trong cái việc đó là mình kiểm tra chức năng thôi. Nhưng anh này sẽ là pass của nguyên cái quá trình test số 1 này mà chấm chấm test, đóng cái này là của chấm test, đóng cái này mới là của test, tương tự cho số thứ hai. Rồi, đây. Ai quên cái thuộc tính chat này thì coi lại bài trên video lý thuyết nha. Rồi vậy bây giờ mình đang có được in A với B rồi, phải chưa? Bây giờ mình kiểm tra coi là người dùng nó đang click chọn cái gì. Bây giờ những cái này á, bắt buộc là mình phải cho chúng nó là sự kiện chưa được check, tại vì chỉ có một đứa mặc định đầu tiên được check thôi. Như vậy mình property hết tất cả anh này, check là phone hết. Để chưa? Check phải là phone thì mới có cái việc đó là có ý nghĩa, chứ trong cùng một radio button mà cứ tất cả đều cùng được check
trong cùng một cái group thì là nó vô nghĩa rồi, tại vì radio bất tần mang tính chất là gì mọi người, là chọn một trong những đứa đó. À, như vậy anh này là coi như tất cả để là phone hết, do nãy mình copy đó, cho nên đứa đầu được chat cái những đứa sau nó cũng chat luôn rồi, được chưa? Đó, lưu ảnh lại rồi đi qua đây kiểm tra. À, kiểm tra nếu như radio button mà cộng và chấm sự kiện tracking đó viết như vậy thì mọi người có thể so sánh trực tiếp là bằng bằng choose cũng được, còn không thì bằng bằng choose viết tắt được, phải không? Viết như vậy đó. Nếu như radio cộng mà được check thì tức là người ta đang muốn thực hiện phép cộng thì mình cứ cộng rồi mình đưa ra thôi, nhưng trong trường hợp cộng những số lớn lỡ bị tràn số, à, lỡ bị tràn số, và giống như trong cái ví dụ của mình đó, thì nó nói là nếu như mà con số đang số thứ nhất đang là 999.999 rồi số thứ hai lại là một con số cũng tương tự cỡ cỡ như vậy, cộng thêm vô nữa là coi như vượt quá rồi, overflow, thì coi như trong trường hợp đó cái cộng của mình cũng cần check cái con số đó của mình, cho nên mình có thể gọi cái thuộc tính check là của mình đi kèm. Vậy thì khi đó Facebook KW này của mình chấm phát sẽ là bằng string chấm format, đưa cái chuỗi cần format đi à, đưa cái chuỗi cần format. Như vậy cái chuỗi của mình mà cần format không có cái gì hết, nó chỉ là một cái giá trị số được nhường thôi, phải chưa? Số được nhường, tại vì ở đây mình chỉ cần đưa kết quả ra rồi, và cái anh này chính là chest của cái việc tràn số ha, bên trong nó chính là A cộng với lại B, được chưa? Rồi đó là cái đứa mà mình xử lý đối với lại cái việc cộng, mà nếu đã có cộng rồi thì chắc chắn là không có được trừ, tại vì ví dụ khi mà mọi người thấy nè, nó báo là coi như đó là đang bị lỗi cái giá trị bên trong đó, tại mình chưa có thực hiện xong câu lệnh, để cô che lại đi ha. Rồi đây anh này click qua click click thì mọi người thấy rõ ràng là một trong những đứa này được chọn thôi, tại vì nó chung trong một tính chất của một cái anh group box, cho nên không bao giờ có cái chuyện là cả hai đứa cùng được click, tức là cùng được chat. Nhưng nếu mọi người chọn cái đối tượng là chat box thì tức là mọi người được quyền tích nhiệm, tức là hình biểu tượng giống như chữ V vậy đó, thì lúc đó nó khác. Như vậy thì ở đây á là mình biết chắc chắn tụi nó chỉ có một trong hai thôi, à, một trong những đứa đó chứ không phải một trong hai nữa, cho nên mình sẽ xử lý theo cái nhánh đó là LIF, tức là nếu radio cộng mà được check thì mình làm công việc là lấy cái giá trị cộng kiểm tra có bị tràn số không, rồi mình đưa ra bằng kiểu của string format. Còn nếu ngược lại tức là cộng đang không được check thì mình kiểm tra coi cái anh đó là radio trừ, à, radio trừ này nè, chấm là check coi nó có được check hay không. À, đó tức là cộng không có thì coi có trừ không. À, nếu mà trừ thì thường là nó giảm đi một lượng, cho nên mọi người không có sợ cái việc kiểm tra tràn số nha. Và cô copy cái câu trên cho nhanh, bạn hoàn toàn có thể bỏ cái anh chép này đi, tại vì trừ là nó giảm bớt đi một lượng. Số thứ nhất nó đã có thể giải quyết được rồi bằng cái anh chép, tức là không bị tràn. Số thứ hai cũng không bị tràn bởi hai câu lệnh này, thì khi trừ nhau chắc chắn nó không bị tràn, nhưng cộng thì không chắc, được chưa? Tương tự dành cho phép nhân, đúng không? Tức là cũng radio nhân chấm check thì cũng y chang như vậy, nhưng nhân là có khả năng bị tràn nha, nhân vô đúng không, cho nên anh này lưu ý. Rồi đó là đối với nhân. Ngược lại nữa là mình còn chia với lại chia lấy dư, đúng chưa? Chia hay là chia lấy dư thì chuyện gì xảy ra? Chia lấy dư thì cũng sẽ là lỗi thứ nhất, là nếu như mà anh này không có bạc được là nó cũng ra được cho mình cái lỗi đó là bỏ trống hoặc là nó nhập chữ rồi. Cho nên bây giờ chia lấy dư thì cũng chỉ sợ cái việc là chia mà gặp không thôi, phải chưa? Vậy bây giờ mình xử lý cái chia bình thường trước rồi chia lấy dư sau. Else nếu như không phải những đứa này mình check tiếp, đó là coi cái chia này nè, à, cái chia này nè nó có tiến hành, nó thực hiện được cái việc check này hay không. Tức là nếu mà tụi này nó được check luôn thì tức là người dùng đang muốn thực hiện phép chia thì phải đi kiểm tra. À, tại sao phải đi kiểm tra? Tại vì lỡ chia cho không thì là chia không được. À, đó, lỡ chia cho không thì là chia không được. Như vậy chia cho không thì là chia làm sao? Chia không thì nếu B bằng không, phải không? Thì mình tạo một cái lỗi mới, tại vì cái lỗi này á thì
Nếu như mọi người để chế độ mặc định, tức là cái lỗi mặc định của nó đi kèm đó là divide by zero exception, thì nó cũng có đó. Tuy nhiên á, nó sẽ xuất ra một cái lỗi, đó là cái lỗi của hệ thống. Đó là cái câu mà nó xuất á, nó sẽ nói là cái số chia sẽ ra bằng tiếng Anh. Mình muốn định nghĩa cái lỗi của mình bằng tiếng Việt để cho mình dễ hình dung, thì mình tự tạo một cái rule nào, mình tạo mới một cái exception, tức là mình tự ném ra một cái lỗi mới, cũng là thể thức của divide by zero exception, nhưng mà cái câu của mình nó khác. Bây giờ cái câu của mình nó khác là mình sẽ ghi bằng tiếng Việt của mình cụ thể hơn, đó là số chia phải, bây giờ số chia phải khác không. Đó, đây là cái câu của mình sẽ ném ra cái lỗi. Còn nếu như mà khi mà thực hiện phép chia này á, mà của mình á, mà nó đã không bị thực hiện bởi cái lệnh ném ra lỗi này rồi á, thì mình sẽ là đưa cái kết quả ra, đó là testBox chấm test sẽ bằng nó là gì, string chấm format, string chấm format, cẩn thận bị nhầm giữa các cái class string. String này là anh này là cái class string được chấp nhận, còn cái anh dưới á, thể hiện cho giá trị Unicode Character, được chưa? Anh trên đó là dạng test ở dạng serial, anh dưới thì bạn thấy về khả năng tương tự thực hiện nó hơi gần gần nhau, nhưng mà đừng có thấy hai anh khác nhau xong rồi lựa chọn thì mất công nó mệt, được chưa? Thấy nè, chúng nó cùng cái class, cùng cái tính chất là cùng thể hiện một cái test ở dưới dạng định nghĩa những ký tự Unicode, tức là cho phép bên trong có dấu tiếng Việt. Rồi vậy anh này chấm, gọi anh này cũng được, gọi anh trên cũng được, tại hai chúng nó chung tính chất. Một xíu nữa mình coi kết quả có bị khác nhau hay không. Rồi string format thì nếu như mà chia được thì chỉ việc là nhường chỗ cho phép chia và mình lấy vài chỉ số thập phân thôi, phải không? Tức là ví dụ như bây giờ muốn lấy ba chỉ số thập phân đi thì sẽ làm sao? Đây từ từ sao nó cứ hiện xuống như này hoài. Rồi vậy bên trong đây sẽ là cái gì? Không là vị trí nhường chỗ 2 chấm 0 chấm 0 0 0 lấy ba chỉ số thập phân, phải chưa? Rồi đóng cái cặp dấu ngoặc mốc này trước khi đóng cặp dấu nghe kép. Rồi phải giá trị con số của mình, đó là có phải mình phải lấy cái tử mình ép nó qua cái giá trị đó là double rồi mình mới đem nó mình chia thì nó mới ra được cái con số đó là gì mọi người, số thật. Rồi đó là phép chia bình thường. Còn nếu như ngược lại nữa, ngược lại nữa thì mọi người thấy đó là gì, nó rơi vào cái việc chắc chắn đó là cái anh chia lấy dư. Thực tế chia lấy dư mà nếu chia cho không thì có chia được không, thì mọi người nhìn kỹ cái anh đó là định nghĩa những cái anh này, chia không khi thực hiện phép chia và chia lấy dư, tức là cả hai đứa mà nếu chia mà gặp số chia của mình á là số không á là mình đều phải chết hết. Như vậy thì mình có thể biến đổi câu lệnh của mình lại, nếu nó rơi vào cái nhánh cuối cùng ở phía dưới đúng không, thì mình thay vì mình chỉnh sửa như vậy thì mình sẽ để cái else đi, rồi bạn coi cái cách cô biến tấu nó một xíu nha. Tại vì hễ nó đi vô cái else này tức là không phải cộng trừ nhân, tức là chắc chắn chỉ còn chia hoặc là chia lấy dư, thì cô check cái anh này trước nha, cô check cái anh này trước. Rồi sau khi check cái anh này xong, nếu cái rule chưa được ném ra thì bây giờ cô lại check tiếp là nếu cái radio mà chia này nè mà chấm test mà nó bằng true thì cô mới thực hiện cái lệnh ở phía dưới, là chưa có được ném cái lệnh này ra, được chưa? Chưa có được ném cái lệnh này ra. Rồi vậy anh này thì sao, ngược lại đã vô đây là biết chắc chắn chỉ còn một trong hai cái chia thôi, chia bình thường hoặc là chia lấy dư, cho nên nếu như mà không rơi vào cái việc đó là chia được test thì chắc chắn nó sẽ là gì, nó là chia lấy dư, thì mình sẽ sao mọi người, thực hiện đúng y chang như vậy và chia dư ra. Như vậy thì cô copy lại cô đưa qua. Tuy nhiên thì nếu mà chia lấy dư thì nhớ là không có áp dụng với lại số gì, số thật, phải không? Và anh này cũng không cần phải lấy chỉ số thập phân, đó là mình xử lý một xíu. Rồi như vậy thì coi như mình xong được toàn bộ quy trình làm các lệnh của mình. Phải chờ mình biến tấu một xíu, tại vì vô chia hay là chia lấy dư thì cái số dư cũng không được là không. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mới trả những cái trường hợp lỗi nè. Lỗi thứ nhất là khi trong quá trình mà test này nè, nếu như nó không bạc được dữ liệu, tức là bên đây một là bỏ trống, hai là nhập chữ thì nó không bạc được qua số nguyên, thì lỗi đó của nó chính là format exception. Đây format exception. Trong trường hợp format exception thì mọi người thấy cần phát sinh ra câu lệnh gì thì mọi người sẽ đưa nó trong cái phần class thứ nhất này.
Như vậy tức là tkq.test này cô sẽ đưa ra một cái câu, đó là yêu cầu nó, đó là sao? Phải nhập hai số. Rồi, đó là cái câu của mình vậy thôi. Bắt nó mày phải nhập hai số giùm. Trường hợp lỗi khác, đó là một cái dạng exception khác. Thì mọi người có thể bắt đó là gì? Exception, overflow exception là vượt quá khả năng lưu trữ. À, vượt quá khả năng lưu trữ. Thì trong trường hợp này mọi người thấy nó sẽ làm sao? Nó sẽ báo ra là không thể xử lý số lớn hay là vượt quá khả năng lưu trữ của số gì đó đúng không? Thì anh này chấm test sẽ là gì? Số quá lớn gì? À, số quá lớn. Đó cái câu của mình vậy. Rồi cái trường hợp thứ ba là cái trường hợp mình prove ra đó, mình ném nó ra một cái lỗi mới theo định nghĩa của cơ chế divide by zero exception. Như vậy thì anh này á, mình sẽ làm sao? Mình sẽ lấy nguyên cái lỗi này, thông tin nội dung này nè, nó chính là thông tin AX đó. Tại vì nếu mọi người không có định nghĩa bằng true á, thì tự động nó sẽ hiểu đó là một cái lỗi divide by zero exception. Cái câu của nó đi ra nó khác. Vậy anh này mình đã tự true ra rồi, cho nên nó là một cái nhánh class khác. Anh này chính là lỗi divide by zero exception. Định nghĩa nội dung cái test của cái lỗi bên trong là AX. Mình cũng bắt đầu sao? Mình ném đi ra. Đúng chưa? Mình ném đi ra thì cũng ném đi ra đó là cái test box kết quả này. Bản gì? AX này chuyển qua ở dưới dạng nội dung được hiển thị trên trên label. Đó chính là message. Tức là AX.message. Rồi, được chưa? Đây là cái cách mà mình đưa hết tất cả các cache ra. Như vậy nếu hệ có cái lỗi gì nữa mà mọi người cũng dùng cái prove, thì mọi người định nghĩa những cái lỗi tương ứng rồi mọi người cũng ném nó ra ở một cái nhánh cache, nó sẽ xử lý riêng. Rồi bây giờ mình đi nhấn F5, mình chạy chương trình nha. Rồi đây, số thứ nhất, ví dụ như giờ đứa thứ nhất cô nhập số như đứa thứ hai cô bỏ trống. Tính phải nhập hai số, được chưa? Đứa sau cô nhập chữ, tính cũng báo nhập hai số. Rồi đứa này 3 cộng đúng không? Tính. Trừ. Tính. Đúng chưa? Nhân. Tính. Chia. Tính. Phần trăm. Rồi. Ok. Phải không? 1 chia cho 3. Đúng không? 1 chia 3. Thì có thấy trường hợp gì không? Sai đúng không? Coi lại. Tại nãy để phép toán sai mà. Đó. Rồi. Lại tiếp tục. Check lại. 1, 3. Chia lấy dư. Rồi. Ổn phải không? Bây giờ 1 chia 0. Tính. Số chia phải khác không? Tính. Số chia cũng phải khác không? Nhập số lớn. Rồi. Cộng đi. Tính. Số quá lớn. Để cho ngoài khả năng lưu trữ của số nguyên đó. Rồi. Như vậy đây là cái cách mà mình bắt một số những cái lỗi thông dụng nhất. Tuy nhiên cô có biến đổi một xíu so với trên cái phần mà cái code hỗ trợ các bạn thực hiện, đó là tại vì trong chia lấy nguyên và chia lấy dư á, thì số chia đều không được bằng không. Rồi